Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dự án LocalCoin. Vậy LocalCoin là gì? LocalCoin là một nền tảng giao dịch dựa trên blockchain để trao đổi tiền điện tử. LocalCoin còn được gọi là một sàn giao dịch phi tập trung, làm cho người dùng quản lý ví của họ và làm cho tài khoản của họ được ẩn danh. Trao đổi LocalCoin cho phép mọi người giao dịch và thực hiện giao dịch ẩn danh mà không cần sự đồng ý của bất kỳ ai, kể cả nhà phát triển trao đổi. Những điều quan trọng và những điều cần lưu ý về LocalCoin. Thứ nhất là sàn giao dịch LocalCoin có giao dịch OTC là qua quầy. Giao dịch OTC là một quá trình giao dịch xảy ra giữa người dùng ngân hàng và người dùng của nền tảng, được quản lý và giám sát bởi một ký quỹ. Trong trao đổi LocalCoin, tài khoản của người dùng không bao giờ có thể bị chặn vì trao đổi hoàn toàn phi tập trung. Điều này làm cho trao đổi này tốt hơn nhiều so với trao đổi tập trung, đe dọa tài khoản của người dùng bị chặn. Bất kỳ nhóm cốt lõi dự án nào cũng có thể liệt kê mã thông báo của họ để giao dịch trong trao đổi LocalCoin, vì họ không yêu cầu bất kỳ phê duyệt danh sách tiền xu nào. Trao đổi phi tập trung LocalCoin có một e-wallet. Điều này có nghĩa là người dùng có thể thực hiện chuyển nội bộ tiền xu, mã thông báo trong nội bộ. Trong trao đổi phi tập trung LocalCoin, không cần xác minh tài khoản. Tất cả những điều bạn phải làm là đăng ký trao đổi, xác minh email của bạn và bắt đầu giao dịch. Đó, rất là đơn giản và thuận tiện. Trao đổi tập trung khác không đặt giới hạn giao dịch, nhưng những thứ như vậy không tồn tại trong trao đổi phi tập trung LocalCoin. Sàn giao dịch này không có giới hạn giao dịch, thay vì bạn giao dịch theo chiều dài năng lực của bạn. Trong trao đổi phi tập trung LocalCoin không có giới hạn rút tiền. Điều này có nghĩa là người dùng có thể rút bất kỳ số lượng tài sản nào họ có tại sàn giao dịch tại một thời điểm. Về nền tảng LocalCoin thì đây là một nền tảng rất là minh bạch và họ làm cho tất cả các báo cáo công khai cho tất cả người dùng trao đổi. Trao đổi phi tập trung LocalCoin có một cuộc trò chuyện phi tập trung cho phép người dùng giao tiếp với nhau và có thể chia sẻ kiến thức trong chính họ. Trao đổi LocalCoin, tin tặc hoặc những kẻ lừa đảo Internet không có cơ hội ở sàn này. Tất cả các giao dịch trên sàn giao dịch này là không thể truy cập và ẩn danh. LocalCoin được thiết kế cho khoang web. Nó cũng có sẵn trên ứng dụng máy tính và ứng dụng di động. Trao đổi phi tập trung LocalCoin có tỷ lệ giao dịch rất cao. Việc trao đổi sẽ có thể xử lý 100.000 giao dịch mỗi giây. LocalCoin có quy trình thanh toán vững chắc và nhanh hơn, thực hiện lệnh chuyển hoặc rút tiền trong vài giây. Trao đổi LocalCoin cho phép tài khoản đa chữ ký cho người dùng của trao đổi này. Trao đổi phi tập trung LocalCoin có phí giao dịch bằng không, ngoài phí hoa hồng mạng mà người dùng đã trả, và nó rất thấp. Không có phí giao dịch ngoài mạng, lưới hoa hồng thấp một cách lố bịch. Tất cả những gì bạn phải trả là phí mạng cố định chỉ để đẩy các giao dịch của bạn vào blockchain. Hiệu suất rất cao. Một hệ thống trên blockchain xử lý 100.000 giao dịch mỗi giây với Bitcoin và Ethereum, thậm chí không gần với điều đó. Trao đổi phi tập trung LocalCoin như một chế độ lén lút giúp người dùng thực hiện các giao dịch siêu an toàn, sẽ được giữ bí mật cho bất kỳ nhà thám hiểm khối mạng nào. Trao đổi phi tập trung LocalCoin như một bảo mật hàng đầu, lên đến mức mà không ai có thể truy cập tài khoản của nhau vì các cá nhân đang sở hữu các khóa bí mật của họ. Đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái lộ trình phát triển của họ từ rất rõ ràng từ tháng 1 năm 2018, tầm nhìn năm 2020 rất là rõ ràng. Và như vậy thì tóm lại thì có thể thấy trao đổi phi tập trung LocalCoin là một trao đổi mà bạn phải chấp nhận để sử dụng giao dịch tiền điện tử, vì nó tốt hơn nhiều so với tất cả các trao đổi tập trung mà chúng ta có bây giờ, và chúng không thể cạnh tranh vì bất kỳ lý do nào. Trao đổi này sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch tất cả các dịch vụ cần thiết để giao dịch tiền điện tử. Việc trao đổi hoàn toàn phi tập trung, bảo mật hoàn toàn, giao dịch ẩn danh và rất dễ truy cập. Các bạn có thể truy cập vào trang web của họ là localcoin.es và các bạn có thể đăng ký một cái ví của họ, có thể truy cập vào wallet.localcoin.es để đăng ký một cái ví, và có thể thấy là giao diện của cái ví này rất là tốt. Đó. Và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết khi mà đăng nhập vào trang web của họ. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.